khi mà học hành thì cũng không đến nơi đến chốn, mà bố mẹ thì lại là nhà thì không có. Đấy, bước chân lên đến Hà Nội thân lập thân, lên những cái chợ đầu mối Long Biên, sau đó thì tầm khoảng 3-4 giờ sáng để nhặt những cái, đi thu mua những cái hoa quả nó dập, do vận chuyển dập lát đó, xong mình về mình sơ chế, mình gọi là mình gọt những chỗ dập do vận chuyển đi, rồi mình sơ chế để cho nó giá thành nó rẻ nhất có thể, sau đó bán từ những cốc nước 10.000, 15.000 đó. Làm từ 3-4 công việc cùng lúc đó, như là sáng thì mình đi làm thuê, mình bán quần áo này đó, xong tối mình lại lên bar mình làm thêm trên bar đó. Hay là lúc nào mình cũng phải gồng 3-4 công việc cùng lúc đó, bởi vì là bố mẹ em bỏ nhau từ rất là sớm đó. Hai bố mẹ bỏ nhau rất là sớm mà cả hai bố mẹ đều làm kinh tế rất là kém. Thế đâm với cả khi mà bỏ nhau thì bố lại ở với bà nội, thì bà nội em bị tâm thần phân liệt. Người ta bảo là trẻ thì cậy cha nhưng già cậy con, đâm ra nhiều khi là mình không thể nào trách cứ, hay là mình chỉ tiếc, bởi vì mình là mình đến thời điểm này là mình vẫn chưa cho bố có một cuộc sống là đầy đủ nhất thôi. Cứ một thân là phải gồng cả hai gia đình ấy, vừa lo cho mẹ cho em, xong rồi vừa lo cho bố cho bà, cũng hơi nặng nề. Có một câu chuyện rất là hay đấy là đấy, khi mà về em trai của em lúc đấy là khoe với em là anh ơi, lớp em có một bạn là nhà mẹ giàu cực đó. Hồi đấy em cũng rất là khổ, hồi đấy em vẫn còn đang đi con dream. Em mới hỏi em trai của em là thế tại sao em lại nhà bạn lại giàu như thế nào. Thế là em trai của em bảo là ngày nào bố mẹ bạn ấy cũng đưa đón bạn bằng ô tô đó. Thế em mới quay ra em hỏi em trai của mình là thế lớp của Long thì có nhiều bạn đi bộ về không, đi bộ đi học không? Thì em trai của em bảo là có chứ, nhiều lắm. Thế em mới bảo là thế anh Nhân đưa đón Long bằng xe máy thì Long đã thấy Long giàu hơn các bạn ấy chưa? Thế là em trai của em bảo là rồi ạ, nhưng em nghèo bố.